Những ngày gần đây, miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại nhất từ đầu mùa đông đến nay. Mặc dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí là có những điểm cao xuống tới âm 3 độ C về đêm, nhưng lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới phía Bắc vẫn duy trì nghiêm công tác trực tuần tra nắm tình hình, kiểm soát biên giới, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì bám chốt để thực hiện nhiệm vụ kép là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Ghi nhận tại một số chốt chống dịch trên biên giới tỉnh Lai Châu. Chốt phòng chống dịch COVID-19 này của đồn biên phòng Si Lơ Lầu ở độ cao 1.600m so với mực nước biển. Vì thế, nhiệt độ luôn thấp hơn nhiệt độ trung bình của vùng từ 5 đến 7 độ C. Sương mù bao phủ gần như cả ngày, song các kiếp trực của chốt vẫn duy trì đều đặn. Chủ động đề xuất trang bị thêm quân trang chống rét, rút ngắn thời gian mỗi ca trực đêm và dự trữ chất đốt những ngày sương mù ẩm ướt, được cán bộ ở chốt đặc biệt lưu ý. Với trời rét như thế này thì chúng tôi vẫn luôn tổ chức tuần tra theo ca, có nghĩa là sáng chiều. Thì với điều kiện rét như thế này thì nó khó khăn là sương mù, tầm nhìn nó hạn hẹp. Trời chuyển rét, khó khăn nhất là phải giữ sức khỏe khi đi tuần tra, kiểm soát. Cán bộ chốt phòng dịch của đồn biên phòng Xin Suối Hồ đã học cách của người Dao, đó là phải giữ ấm bắp chân. Cùng với giữ ấm bàn chân thì cách làm này có thể hạn chế được tình trạng co thành mạch khi trời lạnh, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, nhất là khi bộ đội phải hành quân nhiều giờ liên tục. Ngoài cái phương pháp cuốn chân thì anh em cũng thường xuyên là sử dụng các phương pháp khác như rang muối, rồi hơ đá lên ngọn lửa để giữ ấm, rồi tăng cường uống nước gừng, vừa đảm bảo được cái giữ ấm cho cơ thể, vừa điều hòa được cái khí tiết khi vào mùa đông giá rét. So với các chốt chống dịch đã được kiên cố hóa, thì ở những chốt tạm thời, bộ đội phải chủ động ứng phó với thời tiết như căng thêm bạt, che chắn gió lùa, dự trữ lương thực, thực phẩm. Đặc biệt là duy trì ăn nóng, uống nóng, phòng các loại bệnh thường gặp khi trời trở lạnh để giữ sức khỏe cho những chuyến tuần tra thường xuyên, liên tục cả ngày lẫn đêm từ nay cho đến Tết Nguyên Đán. Ở đây thì từ nay đến Tết Nguyên Đán, lượng người xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới đây là gia tăng. Với thời tiết khí hậu càng ngày càng lạnh thế này thì đơn vị đã có kế hoạch là tăng cường lực lượng để thường xuyên 24/24 bám sát địa bàn và kịp thời phát hiện người qua lại nhập cảnh trái phép vào khu vực địa bàn. Dù sương đêm hay mưa rừng giá rét, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì đều đặn các ca trực tuần tra kiểm soát. Càng bước vào thời kỳ cao điểm, họ lại càng quyết tâm, kiên trì bám chốt, ăn núi, ngủ rừng, khắc phục mọi khó khăn. Trên những đường mòn, lối mở, vẫn luôn có bước chân tuần tra của những người lính biên phòng để ngăn chặn tối đa tình trạng vượt biên trái phép, làm lây lan dịch bệnh với quyết tâm biên giới bình yên để nội biên vững chắc.